không đi à? Thấy em thôi. Không ăn đi. Gian ở quán. Cần một xíu, xíu 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 này. Ở trong góc không có biết cái hàng nhanh hết phần đây 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 thêm thành viên nữa này siêu đẹp rất là xinh Chồng nghĩ ăn ngon chưa? Thế chị nhớ có con này màu trắng, mà chị không thấy nó nữa. Dạ bé nó về có sự chấn để tắm. Trời 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 trời. Bút rồi đi nghe. Hai mình ăn bò nè. Ờ mình nhỏ chôn hết Vinh. Bạn gì ơi, bạn 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 gầy quá rồi nhường chưa nhường cho người khác chứ. Không ăn với nó ăn. Nhìn nó thật ăn lắm nha. Không giờ chuyển qua cái khác. Con này nó đòi ăn rồi đấy. Cho bạn. Con lục lục nó bôi đeo. Nó bôi. Cuối cùng cái gì? Bôi con a a a cả. A cả. Trời ơi trời ơi. Này. Này. Ông nhau muốn nhắc. Tên này khoan. Này mập quá trời. Ngon quá. Ôi mì hả? Dễ thương rồi. Còn lại cái nào nữa. Quá ngon, tuyệt vời, đang gần nữa, bây giờ muốn
cập nhìn dễ thương. Mẹ em thấy mấy con lùng lùng lùng. Ủa đây ăn, mấy bọn mày ăn rồi sống hết. Bên em là chiêu theo khẩu phần ăn là sẽ có 26 là ăn đồ tươi với là gà luộc hoặc là thịt heo luộc với lại bò sống, còn bình thường sẽ là trộn mè với lại ba tê. Ủa chính tiếng thành cái bột té cô kia nhìn ăn ngon dữ lắm mẹ bé ơi. Ê mẹ ăn thịt đừng ăn tao. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nó ngọt một miệng kìa, trời đất ơi. Trời đất ơi. Để phải hôm nào cho chị coi nó gặm nguyên cục gà của tụi em. Nó ra cũng bị thương gì nó. Mình thật dai, mình giữ cái nết lại em. Này là giống như không hả chị? Dạ, con cái bé cái đó chị. Khi con có mẹ giờ chưa ngủ rồi. Nhớ có một con Safi. Dạ đúng rồi chị. Safi là giọng giống lực. Dạ Safi là được. Con này như siêu mẫu. Giờ có 3 bé không có ăn này. 1 bé này. 2 bé, 3 bé đi ngủ. Con già. Mặc con ngủ. Bên đây. Ngon quá. Cho bao 1 miếng. Hồi đầu em tưởng con đó nó nhỏ lắm chứ ai về đâu. Nhâm 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 nhâm. Ừ, cái quả cậu nó không vừa với mày đâu mày ơi. Ôi. Không con, con ăn nhiều lắm rồi. Thôi, mình chia cho các bạn ăn. Múc. Nó ngàn dưới nó tiếng người nó kêu tôi làm chụp nó đây. Con ăn giỏi quá. Vậy em. Ôi, tính sao vậy? Ôi, tốt kìa. Dạ, bé là La Vi ha. Thường em kêu nó là lé. Lé mà ăn xuống dữ chạy. Con nó không cao lên được nữa hả chị? Dạ. Bé chỉ cao bề ngang. Tăng chiều ngang. À, tăng chiều ngang. Không tăng chiều dọc. Vậy con đó xứng đáng ở với em. Ở bé này thôi khỏi nói nè. Cái này cái gì cũng tăng hết chị. Ôi là em tưởng nó nhỏ lắm chứ.